Thì điều đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu đó chính là thao tác chọn hàng và cột. Làm thế nào để chọn được cả một hàng hoặc là chọn được cả một cột? Thì thao tác này chúng ta sẽ làm như sau. Để chọn một hàng, bạn sẽ đưa con trỏ chuột vào vị trí phía tên của các cột tại vùng header, tức là phần chữ cái A B C ở phía bên trên này. Ở đây mình đang để chế độ xem là 160% vì vậy nó to hơn bình thường. Các bạn có thể để chế độ 100% thì chúng ta nhìn các cái chữ cái nó nhỏ thôi. Đó. Nhưng để làm rõ hơn cho chúng ta trong cái bài học này thì mình sẽ để kích thước to để chúng ta dễ nhìn. Thứ nhất này, khi chúng ta muốn chọn cả một cột, chúng ta sẽ đặt chuột lên vị trí cột mà chúng ta muốn chọn. Phần chữ cái thì các bạn có thể để ý con trỏ chuột nó sẽ biến thành cái vị trí mũi tên hướng xuống dưới và vị trí cột đó sẽ được tô màu nổi bật lên so với bình thường. Thì để chọn cột G, mình sẽ đưa con trỏ chuột tới cái chữ G. Trong phạm vi cột G này thì con trỏ chuột hiển thị dưới dạng mũi tên hướng xuống dưới. Và khi mũi tên đã hướng xuống dưới này rồi, thì mình sẽ kích chuột trái vào. Đó, thì như vậy toàn bộ cột G đã được chọn. Và trên màn hình, chúng ta có thể thấy một cái đường viền bao quanh toàn bộ cột G. Thì đấy mang ý nghĩa là cột G là cột được chọn. Ví dụ chọn cột D, đưa con trỏ chuột vào vị trí cột D. Khi con trỏ chuột hiển thị dưới dạng mũi tên hướng xuống dưới, chúng ta kích chuột trái vào chữ D. Đó, kích chuột trái, kích chuột trái. Và nếu như bạn muốn chọn nhiều hơn một cột, thì bạn sẽ giữ chặt chuột và di chuyển sang cột tiếp theo. Ở đây mình sẽ chọn cột F đến cột H chẳng hạn. Thì mình sẽ đặt chuột vào vị trí cột F này. Giữ chặt chuột trái này sau đó kéo chuột sang vị trí cột H và mình thả tay ra. Thì như vậy là mình đã chọn đồng thời 3 cột F, G, H. Thao tác này cũng làm tương tự với việc chọn dòng, chúng ta đưa chuột sang bên phần header của dòng và chúng ta cũng thấy con trò chuột hiển thị thành mũi tên nằm ngang tại vị trí mỗi dòng chúng ta muốn chọn. Và khi con trò chuột hiển thị dưới dạng mũi tên nằm ngang thì chúng ta sẽ kích chuột vào dòng mà chúng ta muốn chọn. Ví dụ ở đây mình chọn dòng 6, mình kích vào vị trí số 6 đó chọn dòng 15 kích vào vị trí số 15 đó, rất là đơn giản để chọn một dòng và nếu như muốn chọn nhiều dòng cùng một lúc thì chúng ta sẽ đặt chuột vào vị trí dòng bắt đầu sau đó giữ chặt chuột trái và kéo tới cái vị trí dòng mong muốn và chúng ta thả con trò chuột ra và như vậy sẽ được chọn đồng thời từ dòng 3 tới dòng 10 như trong ví dụ này Trường hợp tiếp theo là nếu như chúng ta muốn chọn nhiều cột, nhiều hàng nhưng mà nó không liền kề nhau. Ví dụ, ở đây mình muốn chọn cột D, cột G và cột Y. Đó là ba cột không liền kề nhau. Làm thế nào để chọn được? Thì cách làm như sau này. Đầu tiên chúng ta chọn một cột là cột D. Tiếp theo bạn giữ phím Ctrl và kích vào cột tiếp theo mà bạn muốn chọn. Ví dụ ở đây mình muốn chọn tiếp theo là cột G mình sẽ đưa con chỏ chuột tới vị trí chữ G và mình bấm chuột trái đó giữ phím Ctrl đồng thời kích vào vị trí cột muốn chọn tiếp theo cột Y thì mình lại giữ phím Ctrl và đưa con chỏ chuột vào vị trí cột Y kích chuột trái đó và như vậy chọn đồng thời ba cột D, G, Y làm tương tự với việc chọn dòng Ví dụ chúng ta muốn chọn dòng 5, dòng 7 và dòng 10 Chúng ta có thể làm như sau này Đầu tiên có thể kích chọn một dòng bất kỳ trong ba dòng này Dòng 5 chẳng hạn Sau đó giữ phím Ctrl Kích tiếp chọn dòng 7 Kích tiếp chọn dòng 10 Và như vậy chúng ta đã có được ba dòng riêng biệt nhau Với những dòng liền kề Ví dụ chúng ta muốn chọn thêm dòng 1, dòng 2 chẳng hạn Thì chúng ta chỉ cần giữ phím Ctrl Chọn dòng 1, giữ chuột và kéo xuống dòng 2 và chúng ta đã có được chọn đồng thời dòng 1 và dòng 2 kèm theo dòng 5, 7 và 10. Đó. Thì đấy là kỹ thuật chọn dòng chọn cột ở trong Excel. Và trong bài học tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn thêm một số cái thao tác khác lên tới dòng và cột ở trong Excel. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những bài học tiếp theo.